Ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn Ngô Diệt Phàm phải đau đầu khi bị cả thế giới quay lưng, trừ một bộ phận fan trung thành luôn tin tưởng và ủng hộ nam ca sĩ. Ồn ào của nam minh tinh khiến hầu hết các nhãn hàng nổi tiếng đều tuyên bố ngừng hợp tác, chấm dứt mọi mối quan hệ với Ngô Diệt Phàm. Trong khi đó, người thân, bạn bè nổi tiếng cùng đồng nghiệp từng hợp tác chung trong nghề cũng từ chối lên tiếng bảo vệ nam nghệ sĩ. Nhớ lại trước đây, khi Ngô Diệt Phàm vẫn còn là một trong thiên triều tứ tử nổi danh Cbiz, cựu thành viên EXO luôn được chào đón, tay bắt mặt mừng ở khắp mọi nơi, tài nguyên nhãn hàng chẳng bao giờ thiếu. Trước khi được biết đến với hình tượng pháo vương, Ngô Diệt Phàm từng là con cưng được các đại đạo diễn, biên kịch, diễn viên nổi tiếng hết lời khen ngợi. Giờ đây tất cả đều trở thành những pha vả mặt cực mạnh khiến thiên hạ chê cười. Cùng xem đó là gì nhé! Đại đạo diễn Phùng Tiểu Cương thì đánh giá rất cao tiềm năng của Ngô Diệt Phàm. Cậu ấy rất có thiên chất. Cậu ấy thật sự rất yêu diễn xuất, không xem chúng như công cụ để kiếm tiền. Hơn nữa, Ngô Diệt Phàm lại vô cùng lễ phép, tôn kính những trưởng bối trong đoàn. Mỗi lần đến phim trường đều hỏi thăm tôi và các đạo diễn đầu tiên. Chỉ cần quay phim xong, tôi vào phòng là cậu ấy liền đứng lên. Sự tôn kính này dành cho tiền bối rất hiếm thấy trên người các nghệ sĩ trẻ. Ông còn nói với Trương Quốc Lập rằng, Ngô Diệt Phàm là chàng trai đơn thuần sạch sẽ, không bị giới giải trí vấy bẩn. Khi tham gia dự án Lãng Pháo Nhi do đạo diễn Quảng Hổ phụ trách, đạo diễn Phùng Tiểu Cương tiếp tục khen ngợi Ngô Diệt Phàm. Tuổi trẻ lại có thành tích, vừa ca hát được vừa diễn xuất được. Trương Quốc Lập khen ngợi Ngô Diệt Phàm trước khán giả. Tôi hy vọng mọi người đều học hỏi Ngô Diệt Phàm, sinh hoạt đơn giản một chút, đơn thuần hơn một chút. Thành Long lên tiếng khen ngợi sau khi ký hợp đồng với Ngô Diệt Phàm. Kỹ thuật diễn xuất sẽ ngày càng tiến bộ, tương lai có thể chạm được tới nhân vật. Nghệ sĩ cấp cao Lục Tiểu Linh Đồng nhận xét. Trước khi gặp Ngô Diệt Phàm, tôi từng có một số nghi ngờ về cậu ấy. Không biết một diễn viên trẻ như thế có đời sống như thế nào. Thế nhưng vừa rồi gặp, cảm giác rất tốt. Lý Bằng Bằng nhận xét, tiềm năng vô hạn, đại diện cho lứa diễn viên thế hệ mới. Châu Tinh Trì, cậu ấy là thiên phú bẩm sinh, rất khó mà có được, rất khó, thực sự rất khó. Tôi là fan cậu ấy. Diễn viên Từ Tịnh Lôi, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, phát sáng phi thường, tinh quang tứ phương, Ngô Diệt Phàm siêu sao trong tương lai. Nữ thần Lưu Diệt Phi khen ngợi Ngô Diệt Phàm là một diễn viên rất có tài hoa. Đặng Siêu cũng rất thích thú về Ngô Diệt Phàm khi nhận định cậu ấy là một người rất nỗ lực, khiêm tốn. Hầu như những nhân vật có máu mặt trong làng giải trí Hoa ngữ đều có những lời khen tốt đẹp dành cho nam diễn viên. Có lẽ giống như những gì Ngô Diệt Phàm đã từng nói, không một bông tuyết nào là trong sạch cả, cũng sẽ có lúc bị vấy bẩn thôi.